Em chào các bác, chào tất cả các anh chị, chào tất cả mọi người. Hôm nay em quay video giới thiệu đến mọi người một cái cây, đó chính là cây phi điệp mắt blue. Blue lá trầu. Cây này thì nó là một cái cây được sổ vào năm 2019 và nở lại đây khoảng năm 2020. Cây này thì nguồn gốc thì không rõ, bởi những cái cây đột biến thì thường thì các bác biết rồi. Thì cây của em rất là nhiều cây đột biến khác nhau, cũng như là những cái cây lạ, những cái cây rất là đẹp. Thì cái cây blue lá trầu này thì em cũng xin phép nói một chút là đặt tên là lá trầu, bởi vì cái môi hoa của nó, cái này gọi là blue lá trầu, cái môi hoa của nó đây, anh chị nhìn này, đấy, nó có đuôi lá, đuôi cái lá trầu, anh chị nhìn nó cũng nhọn mà nó hơi vách vách này, đúng không ạ? Đây, hơi vách vách, đấy, mọi người thấy không ạ? Hơi vách và nó nhọn, rất là nhọn. Cái này thì nó là dạng cánh khá là bay và đẹp, cánh nó hơi nhỏ thôi, nhưng nó cũng rất là điệu. Và các anh chị đăng ký kênh của em, có thể em sẽ quay nhiều video để giới thiệu và các anh chị cùng ngắm những cái cây hoa lan rất là đẹp và lạ trong cái môi trường tự nhiên của Việt Nam. Những cái cây blue này thì nó là cây cánh nó không hề có màu trắng tinh, nếu như mà để mà so cái màu trắng tinh của nó thì là không có. Mắt blue, mắt kiểu dạng màu mực tím mà chúng ta hay đi học ấy. Đấy, như là chúng ta các đi học các anh chị cũng biết là cái màu mực, đúng không ạ? Thì cái cây mắt blue này nó cũng vậy. Nó là một cái màu mà cái bộ cánh không thể nào là 5 cánh trắng tinh được, 5 cánh trắng tuyết được. Nó chỉ là 5 cánh trắng đục thôi. Hay là cây tuyết ngọc, hay là cây Việt Bắc, hay là một số những cây khác. Nhưng mỗi màu một cây thì nó có một cái màu khác nhau. Thực ra thì cái màu thực tế thì nó khác hoàn toàn với cái cây Việt Bắc với cây tuyết ngọc. Đấy, để mà nói thực sự về cái màu sắc của nó các anh chị. Thì cái cây lá trầu này thì theo như em được biết thì nó cũng là anh ấy đặt tên, anh Tà Phong anh đặt tên cái cây này, người sổ ra cái này anh đặt tên là cây lá trầu á. Thì là một cái môi hoa này. Đấy, môi hoa này nó giống cái lá trầu, đuôi lá trầu này. Anh chị ạ, nó nhọn và nó hơi vặn và nó vách vách. Đây này anh chị nhìn những cái lưỡi đằng sau á, môi hoa đằng sau. Thì anh ý muốn giữ lại một cái cây blue rất là lạ này với những cái kỷ niệm, như là mọi người cũng biết đến rằng cái lá trầu, gọi tên là lá trầu, là chúng ta đa phần cũng biết về cái sự tích trầu cau, đúng không ạ? Sự tích trầu cau. Và cái câu chuyện là miếng trầu là đầu câu chuyện, là ở trong cái đám cưới hạnh phúc thì bao giờ là người ta cũng, nhà trai mang những cái lễ trầu cau đến là mời nhà gái và xơi trầu cau. Thì cái cây này thì nó cũng là một cây rất là đẹp và nó cũng rất là lạ và nó không hề giống với bất kỳ một cái cây nào khác có trên thị trường. Ví dụ anh chị có thể là xem hoặc là hoa nở, ví dụ như những cái cây phú thọ hay là cái cây năm cánh trắng hiển oanh, hay là những cái cây khác, những cái cây mà như là giá trị kinh tế bây giờ rất cao ấy, thì gần như vườn nào cũng có. Nhưng mà để mà có một bộ sưu tập mà nó có nhiều cây giống và đẹp lạ như này thì chúng ta để tham khảo để biết thêm ấy, thì chị cũng có thể xem thêm ở trên kênh Thiên Là Ngàn Hoa. Em rất là nhiều cây cũng quay giới thiệu đến mọi người, rất là nhiều cây lạ và khác nhau và nó không hề giống nhau, bởi vì thiên nhiên tạo hóa đã cho được những cái cây rất là đẹp. Những cái cây hoa lan đột biến với những cái hình thái màu sắc, rồi thì hình thái màu sắc và những cái độ nở hoa, rồi nhìn chung rất là nhiều thứ rất là đẹp và rất là khác biệt. Thì những cái cây blue lá trầu này thì nó cũng là một cái cây rất là đẹp. Và cái màu mắt của nó khác hoàn toàn với cả những cái cây như là Việt Bắc hay tuyết ngọc của em nói.
hoặc là blue Hà Đông thì nó có một số cây khác nhau, đúng không ạ? Thì về cơ bản thì khi chúng ta chơi hoa, ngắm hoa, thưởng thức những cái cây nó có nhiều bông như này, chúng ta đánh giá là một cây nó rất là dễ, đúng không anh chị? Thì em xin phép là giới thiệu cái thân lá nó một chút để chúng ta nếu sau này có đi sưu tầm hoặc có mua bán thì với những cái thân lá của nó chúng ta có thể, anh chị mà không nhớ thì có thể mở lại để xem lại cái video của em thì mọi người sẽ biết được rằng là cái thân lá nó như thế nào. Chứ còn nếu như mọi người cứ nói về cái vấn đề mà đẹp với đắt tiền với giá trị thì chúng ta phải đánh giá được cái việc đó anh chị ạ, đánh giá được cái việc mà giá trị của cái cây thì nó từ thân lá hoa như nào. Thế mà nó xin phép đến thân lá cái này một chút. Cái này thì nó thuộc của vùng Ninh Thuận hoặc là Lâm Đồng hay là Kon Tum gì đó, nói chung là vùng Tây Nguyên hoặc là một cái vùng không phải hàng Bắc, nó không phải là hàng miền Bắc mà là hàng miền hoặc là Campuchia hoặc là Lào gì đó. Một thân lá dạng nó khá là trung trung và đánh giá nó rất là khó. Thân lá cái này thì nó cũng hơi tím và về sau nó vẫn xanh sạch. Đây anh chị nhìn này, mới đầu lên thì nó cũng xanh sạch nhé. Đấy, nhưng về sau thì nó vẫn có chấm tím một tí, nhưng mà đa phần tương đối là xanh sạch, xanh sạch trong những cái cây nằm cái trắng này. Dáng lá của nó rất là to, to bụ bẫm. Đấy, lá của nó to khoảng từ 3 đến 4 cm và dài khoảng từ 5 đến 12 cm, có thể là 13-14 cm. Lá vàng và nó có những không có quá nhiều cái đặc trưng bởi vì lá to. Thân của nó thì thân nó khá là dài, thân của nó thì dài tối đa như các loại phi điệp khác thì các anh chị cũng biết rồi, nó dài có thể là hàng mét hoặc là hơn mét. Đấy, như cái cây này là cây một cái cây đốt của nó khá là dài các anh chị nhá, đốt nó cũng phải từ 3-4 cm. Đấy, thì đây là hoa của nó, cái tỷ lệ nở hoa của nó rất là nhiều bông, rất là dày bông. Thì cái màu mắt blue này nó rất là lạ hoặc ít. Đấy, bởi vì cái màu mắt tím thì nó nhiều hơn, nhưng còn cái màu mắt kiểu dạng xanh tím mực tím này thì nó mắt tím hồng ấy thì nhiều. Chứ còn mắt mực tím này, kiểu mực tím này màu mắt nó rất lạ. Thì cái cây lá trầu, blue lá trầu này thì nó cũng là một trong những cây rất là lạ. Anh ấy đặt tên theo những cái cảm quan về hình bông hoa và những cái thực tế về cái bông hoa. Thì em sẽ mô tả một chút về cái bông hoa như cái cây này chẳng hạn. Đấy, thì cây này thì nó là một cái cây gọi là năm cánh trắng cũng được, bởi vì cánh nó trắng tinh chứ nó không có màu tím. Nhưng cái do là cái màu những cái cây mà màu mắt này thì nó không có những cái cánh trắng tuyết mà nó chỉ là cánh trắng đục riêng với blue thì nó là như vậy. Bởi vì những cái cây màu mắt này nó mà có trắng tuyết thì gần như rất là hiếm và em chưa thấy cây nào cả. Đấy, thì cái cây này thì bộ cánh của nó cũng rất là bay. Đây chị nhìn những cái bông của nó, cánh rất là bay, cánh nó nhỏ rất là bay. Cái kích thước bông hoa của nó cũng rất là to anh chị nhé. Kích thước của nó là nó cũng khoảng từ 6 đến 8 cm, nếu mà duỗi hẳn ra thì có thể là 10 cm, nhưng mà do cánh nó quăn này anh chị ạ, cánh nó quăn này duỗi ra. Đấy, nhưng mà khi mà cánh nó bay như cái này, như cái bông này là còn rất là đẹp. Đấy, cánh rất là bay và rất là điệu. Cây lá trầu này, đó, cây rất là đẹp. Nhưng mà khi mà đấy, ví dụ như khi mà chúng ta nhìn một bông thì chúng ta có thể biết được rằng là mặc dù nó là dạng cánh nhỏ nhưng mà nó là dạng cánh bay và nó có cái, chỉ có cái đặc biệt là cái môi hoa của nó là hình đuôi lá, hình lá trầu đây này anh chị. Đấy, thấy đâu nhọn và nhỏ và dài thì gọi là có một cái để chúng ta dễ nhớ và nó không có gì quá khác biệt với những cái cây phi điệp khác, nhưng nó có một cái ấn tượng về cái cây lá trầu. Nó cũng là một cái đặc điểm để chúng ta có thể nhận diện được và biết được rằng những cái bông hoa đó người ta đặt tên như vậy là như thế nào. Đấy, thì mời các anh chị ngắm lại một lần nữa cái cây blue lá trầu, sau em xin phép là dừng video đây. Cảm ơn tất cả mọi người đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại tất cả mọi người vào những video sau với những cái cây hoa lan đột biến khác.
với những cây hoa lan đẹp và những cây dễ trồng, dễ chăm sóc. Các anh chị có thể đăng ký kênh để xem thêm những cái video về những cây hoa lan khác, hoặc chia sẻ những cái kinh nghiệm và mua bán hàng. Cảm ơn tất cả mọi người. Xin chào mọi người và hẹn gặp lại mọi người vào video sau. Xin cảm ơn.